Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang chương 3, môn và tính toán hóa học. Ở chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu môn, khối lượng môn, thể tích môn là gì, cách chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào. Tỷ khối của khí A đối với khí B là gì? Công thức hóa học và phương trình hóa học được sử dụng trong tính toán hóa học như thế nào? Các em đã biết, kích thước và khối lượng của nguyên tử, phân tử là vô cùng nhỏ bé, không thể cân, đo, đếm chúng được, nhưng trong hóa học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hóa học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là mol. Trước khi tìm hiểu mol là gì, thì các em có biết một tá bút chì là bao nhiêu cây bút chì hay không? Một tá chính là 12. Trong đời sống, để tiện cho việc tính toán, người ta dùng một tá thay thế cho 12. Còn trong hóa học, người ta dùng một mol thay thế cho 6 nhân 10 mũ 23. Nói một mol nguyên tử, tức là nói 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử. Một mol phân tử là 6 nhân 10 mũ 23 phân tử. Vậy mol là gì? Mol là lượng chất có chứa 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Con số 6 nhân 10 mũ 23 được đặt theo tên nhà khoa học người Ý. Người ta gọi số 6 nhân 10 mũ 23 là số Avogadro, ký hiệu là N. Khi nói một mol nguyên tử vàng, tức là đang nói một lượng vàng có chứa 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử vàng, mà 6 nhân 10 mũ 23 ký hiệu là N, nên người ta có thể nói một mol nguyên tử vàng là một lượng vàng có chứa N nguyên tử vàng. Tương tự, khi nói một mol phân tử nước, tức là đang nói một lượng nước có chứa 6 nhân 10 mũ 23 phân tử nước, mà 6 nhân 10 mũ 23 ký hiệu là N, nên người ta còn nói một mol phân tử nước là một lượng nước có chứa N phân tử nước. Vậy, các em hãy ghi nhận lại nội dung chính. Mol là lượng chất có chứa 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Con số 6 nhân 10 mũ 23 là số Avogadro, ký hiệu là N. Ví dụ, một mol nguyên tử vàng là một lượng vàng có chứa N nguyên tử vàng. Một mol phân tử nước là một lượng nước có chứa N phân tử nước. Làm thế nào tính được số nguyên tử hoặc phân tử trong những lượng chất khác nhau? Ví dụ, em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong 1,5 mol nguyên tử aluminium và 0,5 mol phân tử hydrogen. Như đã biết, một mol nguyên tử aluminium là lượng chất có chứa 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử aluminium. Vậy, 1,5 mol aluminium thì chứa bao nhiêu nguyên tử? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân chéo chia ngang. Lấy 1,5 nhân 6 nhân 10 mũ 23 chia cho 1 là sẽ tìm được số nguyên tử. Tương tự như vậy cho câu B. Một mol phân tử hydrogen là lượng chất có chứa 6 nhân 10 mũ 23 phân tử hydrogen. Vậy 0,5 mol hydrogen sẽ chứa bao nhiêu phân tử? Chúng ta cũng thực hiện phép tính nhân chéo chia ngang. Các em cùng thực hiện. Và sau đó kiểm tra lại phần bài làm. Như vậy, 1,5 mol nguyên tử aluminium có chứa 9 nhân 10 mũ 23 nguyên tử. Còn 0,5 mol phân tử hydrogen thì có chứa 3 nhân 10 mũ 23 phân tử. Mol là lượng chất có chứa 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Vậy khối lượng của một mol chất được gọi là gì? Khối lượng của một mol nguyên tử hay phân tử chất được gọi là khối lượng mol, mà một mol là chứa 6 nhân 10 mũ 23, ký hiệu là N nguyên tử hay phân tử. Vậy có thể nói, khối lượng mol của một chất
là khối lượng của N nguyên tử hay phân tử chất đó. Chúng ta có thể cân được một mol nguyên tử hay phân tử chất không? Trên thực tế, khi cho một lượng carbon có chứa 6 x 10 mũ 23 nguyên tử carbon lên cân, người ta ghi nhận được khối lượng là 12 gram. Vậy, khối lượng mol có thể tính bằng gram. Tóm lại, khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gram của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Khi cân một lượng đồng có chứa 6 x 10 mũ 23 nguyên tử đồng, người ta ghi nhận được con số 63,54, làm tròn lên là 64. Do đó, người ta nói khối lượng mol của nguyên tử đồng là 64 gram. Ký hiệu là M lớn Cu bằng 64 gram trên mol. Trong đó, khối lượng mol ký hiệu là M lớn và đơn vị là gram trên mol. Tương tự như vậy, khi cân một lượng sắt có chứa 6 x 10 mũ 23 nguyên tử sắt, tức là cân một mol sắt, thì người ta ghi nhận được con số 55,83, tức là gần bằng 56 gram. Vậy, khối lượng mol của nguyên tử sắt là 56 gram. Ký hiệu là M lớn Se bằng 56 gram trên mol. Đối với nước, khi cân một lượng nước có chứa 6 x 10 mũ 23 phân tử nước, tức là cân một mol nước, người ta ghi nhận được con số 18. Nên khối lượng mol của phân tử nước là 18 gram. Ký hiệu là M lớn H2O bằng 18 gram trên mol. Các em lưu ý, khối lượng mol ký hiệu là M lớn, đơn vị là gram trên mol. Khối lượng mol của chất có cùng số trị với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó. Ví dụ, khối lượng mol của nguyên tử Cu có số trị bằng với nguyên tử khối của Cu là 64, nhưng đơn vị là gram trên mol. Khối lượng mol của nguyên tử sắt bằng số trị với nguyên tử khối của sắt là 56, nhưng đơn vị là gram trên mol. Khối lượng mol của phân tử nước sẽ bằng với số trị của phân tử khối của nước là 18, nhưng đơn vị là gram trên mol. Ở đây chúng ta có một phân tử nước và một lượng nước có chứa một mol phân tử nước. Nhắc lại cách tính phân tử khối của phân tử nước. Phân tử nước công thức hóa học là H2O. Phân tử khối bằng tổng khối lượng của các nguyên tử có trong phân tử. Tức là chúng ta sẽ lấy khối lượng của nguyên tử H nhân 2 cộng cho khối lượng của nguyên tử O. Nguyên tử khối của H là 1 nhân cho 2 cộng cho nguyên tử khối của O là 16. Chúng ta có kết quả là 18 DVC. Đối với một mol phân tử nước, thì khối lượng mol của phân tử nước sẽ bằng 2 lần khối lượng mol của nguyên tử H cộng cho khối lượng mol của nguyên tử O. Mà khối lượng mol nguyên tử H có số trị bằng với nguyên tử khối của H là 1. Khối lượng mol của nguyên tử O bằng với số trị của nguyên tử khối của O là 16. Nên chúng ta cũng có 2 x 1 cộng 16 là 18 gram trên mol. Tóm lại, khối lượng mol phân tử có cách tính giống như tính phân tử khối. Vậy, các em lưu ý, khối lượng mol nguyên tử có cùng số trị với nguyên tử khối. Còn khối lượng mol phân tử thì có cách tính giống như tính phân tử khối. Nhưng khối lượng mol sẽ có đơn vị là gram trên mol. Các em ghi nhận lại các ý chính. Khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gram của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Lưu ý, khối lượng mol ký hiệu là M lớn, đơn vị là gram trên mol, và khối lượng mol của chất có cùng số trị với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó.
Ví dụ, khối lượng mol của nguyên tử hydrogen được viết như sau: M lớn H bằng 1 gam trên mol. Còn khối lượng mol của phân tử hydrogen M lớn H2, cách tính giống như tính phân tử khối, lấy 2 nhân 1 bằng 2 gam trên mol. Tương tự, khối lượng mol của phân tử nước M lớn H2O bằng 2 nhân 1 cộng 16 bằng 18 gam trên mol. Bài tập tính khối lượng mol có thể được diễn đạt như sau. Hãy tìm khối lượng mol của 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2 cho nguyên tử khối của C là 12, nguyên tử khối của O là 16. Tính khối lượng của 1 mol chính là tính khối lượng mol. Khối lượng của 1 mol nguyên tử C chính là khối lượng mol của nguyên tử C bằng số trị với nguyên tử khối của C là 12 nhân đơn vị là gam trên mol. Khối lượng mol phân tử CO, cách tính giống như tính phân tử khối CO, lấy 12 cộng cho 16 được 28 gam trên mol. Tương tự như vậy, khối lượng của 1 mol phân tử CO2 chính là khối lượng mol của phân tử CO2, cách tính giống như tính phân tử khối, lấy 12 cộng 2 nhân 16 được 44 gam trên mol. Hoặc bài tập tính khối lượng mol còn có thể được diễn đạt như sau. Hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau. Khối lượng của N phân tử tức là khối lượng của 6 nhân 10 mũ 23 phân tử, tức là khối lượng của 1 mol. Vậy đây là cách diễn đạt để yêu cầu tính khối lượng mol phân tử. Với phân tử Fe2O3, khối lượng mol phân tử Fe2O3 sẽ được viết là M lớn Fe2O3, viết nhỏ dưới chân chữ M. Cách tính tương tự như tính phân tử khối, lấy 2 nhân 56 cộng 3 nhân 16 được 160 gam trên mol. Tương tự như vậy, khối lượng mol của phân tử C12H22O11, ký hiệu là M lớn C12H22O11, cách tính tương tự như tính phân tử khối, lấy 12 nhân 12 cộng 22 nhân 1 cộng 11 nhân 16 được kết quả là 342 gam trên mol. Ở bộ môn vật lý, đối với chất rắn và chất lỏng, chúng ta có công thức khối lượng riêng bằng khối lượng chia cho thể tích. Từ đó, muốn tìm thể tích chất rắn hoặc chất lỏng, chúng ta có thể dùng công thức V bằng M chia D. Cách tính này cũng được dùng trong hóa học. Nhưng với chất khí thì sao? Thể tích chất khí sẽ được tính như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung tiếp theo, thể tích mol chất khí. Thể tích mol của chất khí là gì? Do các chất khí đều có hạt hợp thành là phân tử, nên thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó. Một mol của bất kỳ chất khí nào trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau. Ví dụ, nếu chúng ta có một mol hydrogen, một mol nitrogen, một mol carbon dioxide ở cùng điều kiện chuẩn là nhiệt độ 25 độ C và áp suất 1 pa, thì một mol các khí này đều có thể tích bằng nhau và bằng 24,79 lít. Vậy các em ghi nhận lại các ý chính. Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó. Ở điều kiện tiêu chuẩn, viết tắt là DKC, tức là ở 25 độ C và 1 pa, thì thể tích mol của các chất khí đều bằng 24,79 lít. Ví dụ, xét một mol khí hydrogen, một mol khí nitrogen và một mol khí carbon dioxide ở điều kiện chuẩn, thì thể tích của chúng bằng nhau và bằng 24,79 lít.
Như vậy, chúng ta có thể tính thể tích khí ở điều kiện chuẩn. Ví dụ, hãy tìm thể tích ở điều kiện chuẩn của một mol phân tử CO2 0,25 mol phân tử O2 và 1,5 mol phân tử N2. Như đã biết, ở điều kiện chuẩn, một mol các chất khí bất kỳ đều có thể tích là 24,79 lít. Vậy, với đề bài này, ở điều kiện chuẩn, một mol phân tử CO2 sẽ có thể tích là 24,79 lít. Còn với câu B, biết ở điều kiện chuẩn, một mol O2 có thể tích là 24,79 lít. Vậy, 0,25 mol O2 sẽ có thể tích là bao nhiêu lít? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân chéo chia ngang. Lấy 0,25 nhân 24,79 chia 1. Tức là sẽ thực hiện phép tính nhân. VO2 bằng 0,25 nhân 24,79. Tương tự như vậy, để biết thể tích ở điều kiện chuẩn của 1,5 mol phân tử N2, chúng ta sẽ lấy 1,5 nhân 24,79. Tóm lại, ở bài học này chúng ta cần nhớ 3 nội dung chính: mol, khối lượng mol và thể tích mol của chất khí. Trong đó, mol là lượng chất có chứa 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam của N phân tử hoặc nguyên tử chất đó. Khối lượng mol ký hiệu là M lớn. Khối lượng mol nguyên tử sẽ có số trị trùng với nguyên tử khối. Khối lượng mol phân tử có cách tính giống như tính phân tử khối và đơn vị là gam trên mol. Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất khí đó. Ở điều kiện chuẩn, một mol các chất khí bất kỳ có thể tích bằng nhau và bằng 24,79 lít. Chúc các em học tốt!